Chúng tôi rất vui được gặp lại với cô chú anh chị trong chương trình giới thiệu nhà đất trên kênh YouTube Tôi Sẽ Nhà Bè. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố, một căn gốc hai mặt tiền rất là xinh đẹp, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và trên màn hình của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là toàn cảnh mặt tiền phía trước nhà, cũng như là con hẻm phía trước và con hẻm bên hông nhà. Thì đây chính là con hẻm phía trước nhà, con hẻm 6m, ô tô có thể ra vào và đậu trước nhà thoải mái. Hẻm này thì là hẻm thông, đây là con hẻm thông ra được đường Đặng Nhữ Lâm nè. Và bên hông nhà thì con hẻm này thông ra được Huỳnh Tấn Phát. Thì nói sơ qua vị trí của căn nhà mình đó, thì nhà ta nằm trên đường Nguyễn Thái Phát, cách cầu Phú Xuân tầm khoảng 300m, một vị trí rất là đẹp, xung quanh là khu dân cư ngủ, nhà phố đồng đều và xen xác nhau. Từ mặt tiền đường mà vào tới nhà chỉ mất khoảng 50m mà thôi, rất là gần với lại mặt tiền đường. Còn đây là con hẻm phía bên hông nhà của chúng ta, cũng khá là rộng. Thì ô tô có thể đậu trước nhà này, hoặc là cũng có thể đậu bên hông nhà rất là thoải mái. Hiện tại thì nhà hàng xóm đang sửa, cho nên là các anh xây dựng để nhờ xe trước cửa nhà mình. Như quý cô chú anh chị đang theo dõi thì trước nhà của chúng ta đậu rất là nhiều xe máy, nhưng mà vẫn còn khoảng trống rất là nhiều, ô tô có thể ra vào mà không bị vướng. Và đây chính là toàn cảnh cái khu vực mặt tiền bên hông nhà mình. Thì ngoài cái cửa chính ra thì nhà của chúng ta còn thêm một cái lớp cửa phụ, cho nên chúng ta sẽ có hai đường vào nhà rất là tiện lợi cho gia đình chúng ta. Căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 3m và dài 8m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, với kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, và đặc biệt là có một cái cửa hậu phía sau nhà rất là tiện lợi cho gia đình chúng ta. Thì phía trên thì được ban công ra 1m nữa là 4m. Như vậy là tổng diện tích sử dụng của chúng ta rất là lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà xinh đẹp này. Thì đây chính là toàn cảnh khu vực không gian phòng khách. Thì phải nói cách thiết kế của căn nhà này rất là đơn giản, không quá rườm rà, nhưng cũng không kém phần là sang trọng. Ở đây là do căn gốc hai mặt tiền, cho nên nhà của chúng ta có rất là nhiều ánh sáng, cũng như là không khí lưu thông rất là thoải mái. Thì vào ban ngày chúng ta cũng không cần phải mở nhiều đèn điện như thế này, nhưng vẫn đủ đảm bảo ánh sáng cho gia đình mình. Thì chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem có diện tích tầng trệt là ngang 3m, dài 8m, được xây dựng với kết cấu là hai lầu, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có rất là nhiều cửa sổ, ban công rộng rãi, thoáng mát. Và ở tầng 1 thì chúng ta có diện tích là ngang 4, dài 8, và ở tầng 2 chúng ta cũng có diện tích là ngang 4, dài 8. Như vậy tổng diện tích sử dụng của chúng ta là tới 83m², rất là rộng rãi. Còn đây là cái vị trí cửa hậu phía bên nhà, đó, như quý cô chú và anh chị đang xem đó. Phía bên hồng nhà rất là rộng rãi. Ở đây là do là nhiều cái bên thì sớm người ta sửa nhà, cho nên các anh họ xây dựng để xe rất là nhiều, nhưng vẫn còn khoảng trống. Thì khi về sau căn nhà này chúng ta có thể đậu ô tô phía bên hông nhà nè, cũng như là phía trước nhà rất là rộng rãi. Và đây chính là cái khu vực phòng bếp. Thì ở khu vực phía sau nhà thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp này, cũng như là một cái toilet rất là tiện lợi. Trong phạm vi bán kính 300m thì nhà của chúng ta sẽ gần công an thị trấn Nhà Bè, sát bên là phòng công chứng cũng như là ủy ban thị trấn Nhà Bè, chắc đó chỉ có vài chục mét mà thôi. Cách cầu Phú Xuân là khoảng 300m để đi về phía quận 7. Ở đầu hẻm thì có trạm xe buýt số 20 để đưa chúng ta đi về chợ Bến Thành quận nhất, cũng như là các quận khác của khu vực trung tâm thành phố. Thì hiện tại căn nhà này đang được rao bán với một mức giá phải nói là hấp dẫn, chỉ 2 tỷ 350 triệu đồng là quý cô chú và anh chị có thể sở hữu căn nhà 2 lầu, 4 phòng ngủ, một căn gốc 2 mặt tiền, có rất là nhiều tiện ích cho gia đình mình.
Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này á, thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like nè, cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng ở trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc nếu như quý cô chú anh chị có những cái câu hỏi hoặc là thắc mắc liên quan về căn nhà này á, thì xin hãy vui lòng nhận viết bình luận comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên lầu 1. Thì ở trên lầu 1 á, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Thì ở cả 2 phòng ngủ á, đều có ban công cũng như là có cửa sổ rất là thoáng mát. Như quý cô chú anh chị đang xem á, đây chính là cái căn phòng ngủ đầu tiên. Thì có ban công mà một cái cửa sổ. Ở giữa cái lối đi á, cũng có một cái cửa sổ làm cho cái cầu thang của chúng ta rất là sáng. Thì đây chính là cái khu vực phòng ngủ thứ hai. Đó, đây là toàn cảnh cái không gian khu vực thứ hai, cũng có cửa sổ rất là thoáng mát và rất là sáng. Thì từ đây mà nhìn xuống dưới nhà mình đó, chúng ta sẽ thấy là một cái khu phố khu dân cư hiện hữu nè, nhà phố đồng đều và xen xen nhau rất là đẹp. Ở giữa cái hai phòng ngủ sẽ có một cái toilet. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên cái cầu thang này để tiến lên khu phòng ngủ thứ hai. Thì cũng giống như cái khu vực tầng 1 á, thì ở trên tầng 2 này chúng ta cũng sẽ có hai phòng ngủ nè và một nhà vệ sinh. Chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem có diện tích tầng trệt là ngang 3m và dài 8m. Được xây dựng với kết cấu là một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, căn góc 2 mặt tiền. Ở tầng 1 thì do có ban công cho nên là phòng của chúng ta bề ngang cũng rất là rộng, ngang 4 và dài 8. Ở tầng 2 cũng có diện tích là ngang 4 và dài 8. Thì hiện tại căn nhà này đang được rao bán với một mức giá rất là hấp dẫn. Chỉ 2.350.000.000 là quý cô chú và chị có thể dễ dàng sở hữu một căn nhà góc hai mặt tiền nè, hẻm thông, ô tô đậu trước nhà, xung quanh có rất là nhiều tiện ích. Và đặc biệt là nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, mỗi nhà mỗi sổ, đồng sở hữu thửa đất 3 căn. Do đó khi mua bán căn nhà này chúng ta sẽ giao phòng công chứng, ký phong chứng nhà nước ủy quyền và chúng ta sẽ giữ sổ gốc này về cho gia đình mình. Do đó về phần pháp lý thì rất là rõ ràng cho quý cô chú và anh chị. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like nè, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc có những thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan về căn nhà này á, quý khách hãy viết comment bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.